Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hỏa Chí Truyền Thuyết Naruto phiên bản 3D nhá. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhá, một cái comment và một chia sẻ, nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì ở đây nó đang có cái phần gọi là nạp đầu để nhận Kakashi, anh em chỉ chắc cần nạp 20.000 thôi. Từ từ mình chỉnh cái mic nhá. Cái mic nó đang bị ấy quá, hơi bị khó chịu. Từ từ để tôi chỉnh lại cái mic đấy. Rồi đấy, chắc là ổn hơn đấy, ổn hơn một tí. Cái mic nó là cái tai nghe anh em, nên nó hơi kiểu bị ấy quá. Rồi và chúng ta đây là có cái túi gì đó này, thu hồi đi á. Cái vòng gì đây, thu hồi tiếp này. Chúc mừng nhận được dây genin gì đó, rất là nhiều thứ, dùng hết luôn. Mình còn chưa qua cái phần gọi là phần đấy anh em ạ, hướng dẫn tân thủ ơi. Vượt ải anh em ơi. Hiện tại team mình cũng đang khá khỏe. Let's go nào. Ui, Madara này anh em ơi. Khắc chế thuộc tính sát thương cộng 25%. Trồng chất dã man luôn anh em ạ. Đợt 1 có Madara đánh thì bá đạo đấy anh em. Ông này hồi máu rồi anh em. Game hay lắm anh em ạ, nên chơi nhá. Theo mình thấy là anh em nên chơi thử cái game này ha. Game không có tiếng à? À, game này mình bỏ âm thanh rồi anh em ạ. Mình chắc là chỉ còn cái gọi là cái tiếng để đánh nhau thôi. Tiếng giao lưu combat chắc có. Mizuki thằng này qua đánh rồi mà. Đấy, tiếp à anh em. Cái đánh, cái chiêu đánh thường ấy nó sẽ tự động đánh nhá, còn skill thì mình phải ném cái đấy thì làm sao mà ăn thua được, mình bỏ qua luôn ha. Hôm qua mình đánh xong boss này rồi mà nhỉ, cho tăng lên cấp 7 nhá, hiện tại mới cấp 7 thôi. Vĩ thú hợp kích, đây là tướng SS. Hiện tại mình có mở cái tướng nào đó xịn sò không nhỉ? Ấn vào Naruto này. Hình như đang bị co lại sao, bị kéo lại cái màn hình sao ấy. Thì mình chỉnh lại cái màn hình đấy nhá. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ chỉnh lại cái màn hình một xíu xíu nhá, như thế này. Bồi dưỡng này anh em ơi, chúng ta sẽ tăng tốc này, tăng bậc này, tăng bậc các kiểu anh em ơi. Hiện tại mình có Sakura 3 sao cơ. Đây là những nhân vật mình đang có. Đây là thời trang đây anh em ạ. Đây tất cả những nhân vật tôi đang có thì phải. Cách nhận đấy, Naruto đục đạo đã mở ở đâu? Mình ấn vào đâu nhỉ? Đồng hành này, có nhiều thứ quá nhỉ. Mà chúng ta cũng chưa, hôm nay nhận được Asuma anh em ơi. Để thêm được Asuma cấp độ A 3 sao anh em ơi. My guy sẽ mấy hôm nữa sẽ nhận được thôi. Cũng khá là dễ thôi. Thẻ thông hành nhỉ. Hanzo hành trình ninja xem nào. Cũng vẫn phải nạp nha anh em. 7 ngày vui vẻ. Phó bản chính này nhận hết. Nói chung là đi hết phó bản các thứ ấy. Chưa được thì chúng ta sẽ nhận được khá nhiều quà đấy. Sự kiện, khuyến mãi, tích nạp, nạp đơn, toàn nạp thôi anh em ơi. Quà chiêu mộ này, cho mình thêm vé để mình quay gacha đi, mình rất thích quay gacha luôn. Cái này phải mua quà trưởng thành các anh em ơi nhá. Quà ngày thì cũng thế. Sự kiện phúc lợi đua top server, chiêu mộ này, mình có thể chiêu mộ thêm nó không nhỉ? Một lần miễn phí anh em. Mình có tận đến có 7 hồ lô thôi. Thế thì không đủ chiêu mộ rồi. Chiêu mộ x10 phải có ít nhất là 8 cái này cơ à? Đào ra một cái nhỉ. Chứng chỉ ninja. Tôi cần thêm cái vé để triệu mộ anh em ạ. Lên cấp đúng không? 7 ngày đăng nhập. Mình chưa ấn xong, mình chưa làm xong. Thăng cấp phó bản. Đây, nhận điểm này anh em ơi. Có thêm cái quyển linh thuật thôi. Ưu đãi cái gì đấy? Được cái gì đấy anh em? Chứng chỉ nhẫn thuật à? Thôi cho sang ngày 2 đi. Tranh mua sale. Không có cái quyển kia nhở? Vấn đề là không có cái quyển kia để mình ấy luôn đấy. Ngày 1 Nhật này, phó bản này. Cái này cái gì? Quyển XP à? Mình cần cái để mình triệu hồi tướng cơ. Không phải với cái này. Chính xác là không phải với cái này. Tranh đoạt quyển này. À đây. Đó chính là quyển sách là vé chiêu mộ cao cấp này anh em. Trang bị toàn thân đạt level 20 anh em ạ. Ok, dùng hết xem là trang bị toàn thân đạt level 20 à. Vấn đề là bồi dưỡng. Chỉ hiện tại đặt lên 14 anh em ạ, cũng không tăng lên được ấy. Ok, mình hiểu cái đấy. Có thêm cốt tiếc gì không nhỉ? Đây là cái nhiệm vụ rồi. Chắc mình vẫn phải đánh thêm anh em ạ. Chứ hiện tại thì vẫn chưa được. Nhân vật này. Chúng ta chỉ chơi được 3 nhân vật này thôi à? Đồng hành đã đây. Thay đổi đồng hành đây anh em ơi. Đấy chính xác. Mình sẽ thay đổi cái này đi nhờ. Lực chiến Deidara. Làm sao mà chúng ta sẽ thay đổi đồng hành được nhỉ? Đồng hành chưa nhận. Có cái thằng Deidara là ngon nhất thôi. Đây là ba thằng Sasori với thằng này thôi. Nhưng làm nào để chúng ta đi theo này. Đấy. Chỉ một con đi theo thôi anh em ạ. Rồi kê anh em ơi. Làm gì thì làm thôi. Bây giờ là chiêu mộ vẫn chưa đủ vé đâu. À đủ rồi này. Đủ một lần này. Tôi sẽ chiêu mộ phát nữa nha. 88. Ok anh em ơi. Hôm nay sẽ chiêu mộ ra tướng gì đây? Cùng xem nhé. Nhấp vào chỗ trống để bỏ qua. Ồ, được cái thằng điều khiển dối anh em ạ. Cấp độ gì đây? Kankuro. Ui, được mỗi thằng điều khiển dối anh em. Không có gì mới mẻ luôn. Thật sự là không có gì mới mẻ luôn đấy. Thám hiểm thôi. Đấy, chúng ta đang ở Sóng Quốc nha anh em. Vượt ải Sóng Quốc 3 sẽ nhận được Hinata là vợ của Naruto anh em ạ. Rồi, let's go. Sasuke, có nghĩa là nhân vật thì chúng ta chỉ chọn nhân vật chính thôi. Còn sẽ có một con đi theo kiểu dạng thế. Đấy, ở đâu? Mình sao vẫn ông này? Tại sao vẫn ông này nhỉ? Tại sao vẫn ông thầy này nhỉ? Đợt 2 này anh em ơi, tấn công ơi. Game này khá hay, mình thích cái kiểu đánh action game như thế này. Bỏ qua cho nhanh nha. Con này trông khá lạ. Tấn công nhanh hết sức có thể đấy anh em. Thông đít chi thuật. Mình không cần phải né luôn anh em ơi. Chịu, bây giờ không né nữa. Bó tay chấm con luôn. Kakashi tới anh em ạ. Thì Kakashi tới đỡ giải cứu mình. Thật ra là mình vẫn hạ nó tốt mà. Chúng ta cứ đi càng nhiều cái map mà càng tốt, ta sẽ nhận được rất là nhiều. Sakura Bách Hảo thuật anh em ạ. Sáng tạo tái sinh. Cái này có phần bắn tự động này. Đều còn đây là thủ công nha anh em. Là chúng ta vẫn sẽ có nút để đấy nhá. Thích bắn kiểu này hơn. Đấm nó mới gọi là đá tay anh em ạ. Đấy, nó có nút gọi là đấm đá các kiểu, có là điều này mới sướng này. Rồi. Quá nhanh luôn, hay thật sự luôn, game đã phết anh em, đã tay phết. Ok, chúng ta đang ở Sóng Quốc và cứ tiếp tục đi thôi, đi map thôi. Đi map mủng các kiểu, có là điều. Ok anh em. Tân. Ok, let's go. Kẻ địch này anh em, đợt 1. Mấy thằng này cân hết luôn à. Xuyên đít luôn anh em ạ. Mình đang muốn thêm thằng tướng SS anh em ạ. Nhưng mà hôm nay thì có vẻ hơi đen. Chắc là mình sẽ phải nâng Naruto thôi ha. Chứ có chọn nhân vật khác đâu. Ví dụ Madara, sau này mà có Madara thì nó cũng sẽ bạn đồng hành à? Hay như thế nào nhỉ? Chưa chơi nên không biết được cái chính xác như thế nào. Mình muốn đổi nhân vật quá anh em, muốn đổi thằng đồng hành quá. Đây, mình đang tìm kiếm cái chỗ để đổi nhân vật. Chưa đâu, miễn là cái mảnh của Hinata là ấy thôi, 10 mảnh thôi. Ồ, Gaara, tu luyện vĩ thú, nhất vĩ, thủ hạp. Các skill có vẻ là giống đấy nhỉ. Nhân vật, đây, nhân vật đây. Cách nhận, sự kiện, ok. Sasuke thiếu niên. Chúng ta vẫn chưa thể nhận được luôn á. Chúng ta chỉ có bồi dưỡng được cái nhân vật này cho nó khỏe lên thôi anh em ạ. Tăng bậc thôi. Chúng ta hiện tại chỉ tăng bậc được cho nhân vật này thôi anh em ạ. Cái nhân vật kia không chưa có thì đúng là bó tay.com luôn. Rồi anh em ơi, tăng thế này có vẻ là cũng khỏe đấy. À, đồng hành rõ ràng là mình làm sao nhỉ? Thằng này tăng sao thôi. Làm sao để cho thằng này đi theo nhỉ anh em? Đi theo Deidara cấp độ A đấy. Cấp độ A là ngon đấy. Hiện tại là ngon trong này đấy, nhưng mà không biết là cho đi theo kiểu gì. Đây nó đi theo này. Có được gì đâu. Bạn bè, kết giao, thêm nhanh. À, có yêu cầu này anh em. Chùm File và Bác Tô này, những người chơi thật này. Thư này. Hào quyền anh em ạ. Ô, Sakura hào quyền kìa. Ngon rồi. Cho con Sakura. Đấy. Có đủ mảnh thế. Sakura thiếu niên anh em ơi. Cũng được chứ nhở. Cho hãy thử Sakura thiếu niên không. Sakura thiếu niên. Có rất là nhiều cái thời trang khác nhau anh em ạ. Ấy, hào quyền mở khóa nhưng mà đấy, mình sẽ dùng cái thời trang này nhá. Nhìn trông đẹp phết nhỉ. Nhưng mà nhân vật này chưa mở khóa được. Vãi đạn luôn, mình mới chỉ mở nhân vật Sakura loại bình thường thôi. Ở trên thôi. Hết. Có cái gì nữa không nhỉ? Quà online khi đăng nhập, khi chơi đủ thời gian nó sẽ tặng cho chúng ta nhá. Nhận luôn à. Asuma. Rồi ok. Sự kiện phúc lợi có nhiều thứ lắm anh em ạ, nhiều thứ để chơi lắm. Vấn đề là chúng ta không biết là cho thằng Deidara này đi theo mình kiểu gì này. Để nó có thể đánh được này. Đồ họa thì đẹp đấy, đồ họa thì mình thấy nó rất là đẹp. Vẫn ở 6 quốc thôi. Chỉnh đội hình này đấy. Đấy anh em ơi, thấy chưa? Cho 28, 16. Hiện tại mình chỉ có mở được vàng này nhân vật thôi. Rồi. Nhân vật ổn nhất mà mình hiện tại có thể mang được là Deidara đi anh em ạ. Và thằng ấy hoàn toàn có thể là sử dụng skill được. Chứ ông kia ông yếu quá. Ông kia ông ấy yếu quá nên không mang theo được ấy. Tên lấy. Rồi anh em ơi, let's go. Đây rồi, ok, đợt 1 này, tấn công luôn. Chuyến bạn ơi, đúng rồi, đạp nó đi, hợp lý chưa? Hay lắm. Boss xuất hiện anh em ơi. Quỷ nhân Goju gì đó này. Quỷ nhân này. Thằng kia dùng skill đi. Rồi anh em nhá. Và chúng ta skill kết thúc tập này đây thôi. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.